Phật cáo Diêm La thiên tử: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh kỳ tánh can cường, nàng điều nàng phục, thật là hoang cố ngàn bước chẳng chịu vâng lời, cho dù tiếp nhận giáo huấn cũng là bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại. Khi họ đến nơi thì hối hận chẳng kịp. Có mấy ai có thể thật sự giác ngộ, có thể thật sự triệt để liễu giải chính mình cùng chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của mình? Kinh điển của nhà Phật, sự giáo huấn của Phật giáo, tóm lại mà nói, một câu nói toạt ra, tức là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh nói ra. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt, nhân sinh tức là bản thân. Mới hiểu được sự quan hệ mật thiết của nền giáo học Phật giáo cùng với chính chúng ta. Cho nên Thiền Tông thường nói: Phụ mẫu vị sanh tiền, bản lai diện mục. Nói một cách khác, nghĩa này tức là Phật dạy chúng ta gì đây? Là dạy cho chúng ta nhận biết chính mình, nhận biết hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, một đời giảng kinh nói pháp 49 năm, nói ra kinh điển nhiều như vậy, đầy đủ khả năng, bản lĩnh tức là như vậy mà thôi. Kinh Bát Nhã nói về chư pháp thật tướng, 49 năm Ngài nói những gì? Là nói cái này. Vậy chúng ta thử nghĩ, tập tánh của chúng ta, đây chẳng phải bản tánh mà là tập tánh, quả thật là can cường khó điều phục. Tuy nhiên, chư Phật Bồ Tát quả là từ bi, quý Ngài chẳng thấy mỏi mệt, cũng chẳng nhàm chán, vẫn là thời thời khắc khắc để giúp đỡ chúng ta. Thị Đại Bồ Tát Ư Bá Thiên Kiếp, đầu đầu cứu bạc như thị chúng sanh, tảo linh giải thoát, thị tội báo nhân, nải chí đọa đại ác thú, Bồ Tát dĩ phương tiện lực, bạc xuất căn bản nghiệp duyên, nhi khiển ngộ túc thế chi sợ. Thị Đại Bồ Tát Ư Bá Thiên Kiếp, đây là chỉ cho thời gian dài lâu, đầu đầu cứu bạc như thị chúng sanh, tảo linh giải thoát. Đây là Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, nguyện vọng đối với chúng ta. Thị tội báo nhân, nải chí đọa đại ác thú. Đại ác thú là chỉ cho địa ngục. Bồ Tát dĩ phương tiện lực, bạc xuất căn bản nghiệp duyên, nhi khiển ngộ túc thế chi sự. Bồ Tát đều hy vọng chúng ta giác ngộ. Việc giác ngộ này là phải trông cậy vào bản thân mình. Thầy chẳng thể giúp được, thầy chỉ có thể chỉ dẫn chúng ta. Phật pháp nói tu học có 4 giai đoạn: khai thị, ngộ nhập. Thầy đối với chúng ta chỉ có thể làm đến khai thị, học trò cần phải làm đến ngộ nhập. Thầy giảng cho chúng ta phải giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ thì phải thật sự đi làm mới nhập được cảnh giới này. Ngộ nhập, việc này thầy chẳng giúp được. Tại sao có người ngộ nhập, có người không thể ngộ nhập? Vấn đề này trong kinh nói rất nhiều. Như phần kinh văn sau đây là chỉ ra cho chúng ta: Tự thấy diêm phù chúng sinh, kết ác tập trọng, triền xuất triền nhập, lao từ Bồ Tát, cửu kinh kiếp số, nhi tác độ thoát. Tự thị diêm phù chúng sanh, kết ác tập trọng. Đây là đem nguyên nhân nói ra. Kết là kết tập, chẳng phải một đời, mà là đời đời kiếp kiếp lũy tích cái ác tập khí khá nặng. Những ác tập khí này đã làm chướng ngại tâm tánh của anh. Nói một cách khác, anh rất khó khai ngộ. Chúng ta nếu muốn thật sự giác ngộ thì phải ở chỗ này hạ thủ. Cho nên Phật pháp dạy cho chúng ta tu học tứ hoàng thệ nguyện, tức là 4 giai đoạn của việc tu học. Thứ nhất là phải phát tâm. Phát tâm gì đây? Phát cái tâm cầu Phật đạo độ chúng sanh. Trước hết phát cái tâm này. Kỳ thật độ chúng sanh
tức là phải viên mãn tự độ. Trước tiên bảo anh phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là bảo anh đem tâm lượng mở rộng ra, đập vỡ cái ác tập tự tư ích kỷ. Mục tiêu tại nơi đây. Tại sao bảo chúng ta phải phát tâm đi độ tất cả chúng sanh? Dụng ý chân chánh là để đập vỡ cái ác tập tự tư ích kỷ. Nếu ác tập này không đập vỡ đi, thì niệm niệm khởi tâm động niệm đều là chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình nho nhỏ của tôi. Cách này thì vô phương. Con người này quyết chẳng thể giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát dù có bản lĩnh đi nữa, thuyết pháp dù có thiện xảo phương tiện đi nữa, cũng chẳng thể khiến cho người này giác ngộ được. Tại sao vậy? Bởi vì ác tập chấp chứa quá nặng. Cần phải trước hết phá trừ cái ngã chấp của tự tư ích kỷ, nhiên hậu tiến một bước nữa mới có thể nói đến đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não tức là thành tựu phẩm hạnh, tức là phẩm đức. Sự tu dưỡng về phẩm đức, đây là đức và năng. Rồi sau đó lại học pháp môn, lại cầu học. Sau hết cầu học viên mãn là thành Phật đạo. Bốn quá trình. Ngày nay mọi người học Phật tại sao chẳng thể thành tựu? Ác tập của ích kỷ chẳng chịu đập vỡ. Niệm tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngày ngày đều đang niệm. Chúng sanh này tôi nhìn thì chán ghét, chúng sanh kia tôi nhìn rất trái mắt, tôi chẳng thèm độ hắn. Vậy không thể được. Nào có biết nguyện này là muốn chúng ta phải xây dựng nơi trên cơ sở của thanh tịnh tâm và bình đẳng tâm, nhiên hậu mới lại đoạn phiền não tham sân si mạng, phải đoạn cho hết sạch rốt ráo. Nghe kinh cách này mới khai ngộ được. Cho nên cửa khai ngộ là những thứ gì đang lấp tắt nó, là tham sân si mạng, tự tư ích kỷ, thị phi nhân ngã. Những thứ này đang lấp chặt, cửa giác ngộ chẳng mở được. Phật vì chúng ta nói rất rõ ràng. Thường thường nghe kinh tức là nhận sự hung đúc của Phật Pháp. Những sự việc này có biết không? Dạ thưa biết. Tuy biết mà chẳng chịu đi làm. Tâm tham vẫn cứ ngày ngày tăng trưởng. Học Phật chẳng qua là việc phụ. Ngồi nhà buồn chán quá nên đến đây để nghe giảng kinh. Nếu như đêm nay biết có nơi nào đó có thể kiếm ra tiền lời 1 triệu đồng, tôi tin rằng quý vị sẽ chẳng đến nghe giảng nữa. Bởi vì tâm tham lớn hơn tâm cầu pháp. Quý vị nghĩ xem có phải vậy không? Nếu tối nay có thể lời được 1 triệu đồng, tối nay có người gọi anh đến nghe giảng kinh, anh có đến hay không? Kiểm tra cách này là tìm ra ngay. Nghe kinh cách này thì làm sao khai ngộ được? Không thể khai ngộ. Cho nên câu kinh văn này không thể xem thường cho qua. Nó quả là bệnh căn của chúng ta. Chúng ta không thể khai ngộ, không thể chứng nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, tức là chẳng có được cuộc sống hưởng thụ tự do tự tại như Phật Bồ Tát. Nguyên nhân chẳng có được tức là ác tập của anh làm chướng ngại. Thế mới triền xuất triền nhập. Nhập tức là nhập vào tam ác đạo. Xuất tức là đến nhân thiên nơi đây để hóng không khí trong lành. Phút chốc thì đi xuống trở lại. Lao Tư Bồ Tát cửu kinh kiếp số nhi tác độ thoát. Đây quả thật đã làm phiền Địa Tạng Bồ Tát. Làm sao xứng đáng với Địa Tạng Bồ Tát? Phần kinh văn sau đây là từ trên tỷ dụ mà nói. Sợ rằng phía trước giảng đó chúng ta nghe không rõ, chẳng thể thể hội được ý thú cách nói này của Phật, nên lại dùng tỷ dụ để nói. Tỷ dụ dễ hiểu hơn. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi,
cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung, linh thọ diệu lạc, thị chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất kỳ, vĩnh bất tái lịch. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát, cụ đại từ bi, cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung, linh thọ diệu lạc. Nền giáo dục và giáo huấn của nhà Phật, mục đích của nó là dạy cho chúng ta đạt được niềm vui chân thật, cuộc sống mỹ mãn. Đây là mục tiêu giáo học của nó: tự thân hạnh phúc khoái lạc, gia đình mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia phú cường, thiên hạ thái bình. Mục tiêu giáo học của Phật pháp như vậy mà thôi, làm sao mới có thể đạt được? Phật nói, một cái là mê, một cái là giác. Mê là gì? Là chẳng biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cho nên mới có khổ, mới có tai nạn. Nếu như đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh triệt để hiểu rõ, thì khởi tâm động niệm tự nhiên đoan chính chẳng tà, ngôn ngữ tạo tác nhất định như pháp. Các mục tiêu phía trước chỗ nói đó nhất định đạt được một cách viên mãn. Chúng ta hãy để tâm suy nghĩ cái phương châm và thủ đoạn của loại giáo học này, quả thật đáng được người đời kính phục. Phật tuyệt đối chẳng có tự nghĩ ra một phương pháp để dạy mọi người, chẳng phải vậy. Phật chỉ là đem chân tướng sự thật nói rõ. Điều này là chỗ đáng cho chúng ta tôn kính, đáng cho chúng ta bội phục. Thị chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly, vĩnh bất tái lịch. Nếu như mọi người đối với chân tướng sự thật đều rõ ràng, đều minh bạch cả, thì sau khi rời khỏi ác đạo, quyết định sẽ chẳng tạo ác, quyết định chẳng chịu đi thọ tội này nữa. Cho nên Phật pháp đích thật là khiến cho chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Như mê lộ nhân, ngộ nhập hiểm đạo, ngộ thiện tri thức, dẫn tiếp linh xuất, vĩnh bất phục nhập. Người lạc đường này gặp được một người sáng dạ, thỉnh giáo người này, người này chỉ cho họ con đường ra, thì họ không lạc nữa. Phùng kiến tha nhân, phục khuyến mạc nhập, tự ngôn nhân thị mê cốt, đắc giải thoát cảnh, cánh bất phục nhập. Phùng kiến tha nhân, phục khuyến mạc nhập, gặp người khác cũng lạc đường, cũng khuyên họ con đường này chẳng phải con đường yên ổn, con đường sai, là đường hiểm. Anh cũng biết khuyên kẻ khác. Ngày nay chúng ta nơi trong cuộc sống này là nói một đời chúng ta, ngày tháng chúng ta sống rất cực khổ, rất phiền não, cũng biết chính mình ngày ngày đang tạo tội nghiệp. Đây tức là một đời này trước mắt chúng ta đã mê mất phương hướng, chúng ta lạc đường rồi. Càng nghiêm trọng hơn nữa là con đường sanh tử đã lạc hướng rồi. Người giác ngộ thì không nhiều, kiếp sau đi đến đâu? Những người trẻ tuổi sơ xuất vấn đề này, người lớn tuổi tánh cảnh giác cao hơn. Tôi thường hay nói với đồng tu, Phật pháp quả thật có pháp môn bất tử. Đây là thật, một tí cũng chẳng giả. Khi nãy tôi vừa báo cáo với quý vị về ông Châu Quảng Đại, đó là bất tử. Ông ta đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là sống mà đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Ông thấy Phật đến tiếp dẫn ông, ông cho người nhà của ông biết A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn. Ông cũng đi với họ, rất rõ ràng, rất minh mẫn mà ra đi. Đây là nói rõ pháp môn này là pháp môn bất tử. Đây là nói về hậu báo, quả báo, còn hoa báo là hiện tiền. Hiện tiền là kết quả như thế nào? Sẽ chẳng suy già, chẳng sanh bệnh, không già, không bệnh. Quý vị có cần không? Trước kia ở Đài Trung, Thầy Lý lúc giảng kinh, Ngài bèn làm cái gương,
ngài 97 tuổi vãng sanh. Trước ngày vãng sanh 2 tuần vẫn còn lên đài giảng kinh. Lúc 95 tuổi không dùng gậy, không cần người đỡ, giống như người tráng kiện vậy, nói chuyện tiếng nói sang sảng vang dội, không cần máy vi âm. Khi ông giảng kinh tại Từ Quang Đường ở Đài Trung, đứng trên đường lộ có thể nghe được. Ngoài cửa chính là đường lộ, đây tức là chánh chuyển. Vì chúng ta làm chứng minh, cho nên pháp môn này dạy cho chúng ta không già, không bệnh, không chết. Một phương pháp học thuật hay như vậy, anh xem có bao nhiêu người đã hiểu lầm, chẳng chịu tiếp nhận, chẳng chịu học tập thì là hỏng hết. Cho nên nếu thật sự tin, thật sự phát tâm học tập thì nhất định đạt được. Tuy nhiên, trước tiên phải đem tâm lượng nhỏ mở rộng ra. Niệm niệm nếu chỉ vì mình thì chẳng đạt được. Niệm niệm vì mình thì sẽ già, cũng sẽ sanh bệnh, sẽ chết, sẽ luân hồi. Tự tư ích kỷ là tâm luân hồi. Đem tâm lượng này mở rộng ra, bao trùm cả vũ trụ, bao dung hết thảy chúng sanh. Tâm lượng mở rộng, tham sân si đều buông xuống, buông xuống. Vậy tôi cái chi cũng chẳng có thì làm sao đây? Đây tức là nguyên nhân tại sao ngày nay anh chẳng chịu buông xuống, là vì anh chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Tục ngữ Trung Quốc thường nói xả đắc. Xả đắc là thuật ngữ của Phật môn. Thật sự chịu xả thì mới có đắc, chẳng xả thì cái gì cũng chẳng đắc. Đây là sự thật, cả thảy đều buông xuống rồi thì cái gì cũng chẳng thiếu thốn. Hiện nay xã hội thường có một câu nói rằng tâm tưởng sự thành, vừa thọ tưởng thì sự liền viên mãn. Anh xem tự tại biết bao. Cho nên nhất định phải xả thì mới có thể đắc, không xả thì cầu không đắc. Anh có cầu, cầu chẳng được. Phải chịu xả thì là hữu cầu tất ứng, chẳng có một thứ gì cầu chẳng được. Chẳng những trong kinh Phật nói về nghĩa này hết sức thấu triệt, nói được rất viên mãn, mà trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn cũng nói được hết sức rõ ràng. Cầu trường thọ đặng trường thọ, cầu phú quý đặng phú quý, ngay cả đến cầu thành Phật làm Bồ Tát đều có thể được. Huống chi việc nhỏ của thế gian, làm gì có cầu mà chẳng được. Phải biết lý luận, phải biết phương pháp, như lý như pháp thì hữu cầu tất ứng. Trái ngược với đạo lý, trái ngược với phương thức thì chỗ anh cầu đó sẽ chẳng như ý. Phần dưới nói về những người tu thiện được sự ủng hộ của quỷ thần. Quỷ thần cùng chúng ta cảm ứng có hai loại, cũng giống như Phật Bồ Tát cho chúng ta sự cảm ứng chẳng khác. Một loại là sự cảm ứng rõ rệt, hoặc giả chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, giác biết được, đây là hiển ứng. Còn một loại khác là chúng ta chẳng giác biết được. Loại cảm ứng này gọi là minh ứng. Minh ứng so với hiển ứng còn nhiều hơn. Chúng tôi tuy âm thầm phò hộ anh, trong bóng tối che chở cho anh. Trong hiển ứng có người thấy được hình Phật Bồ Tát, có người ngửi được mùi thơm lạ, có người thấy ánh sáng hoặc giả các tướng lành khác. Chúng tôi ở bên ngoài thường tiếp xúc với đại chúng cũng thường nghe, mà ngửi được mùi thơm sò ra chiếm đa số. Đặc biệt là ở trong nhà lúc không thắp hương, chúng ta đang đọc kinh hoặc chúng ta đang niệm Phật, thình lình có một luồng hương lạ. Thường khi thời gian rất dài, dài đến 3 phút, 5 phút. Điều đó tuyệt đối chẳng phải tri giác sai lầm. Đồng thời còn có rất nhiều người ở một chỗ đều ngửi được. Có lúc chúng ta ra ngoài dạo chơi, căn bản không thể nào có người ta thắp hương, khói hương lan đến chỗ này, không thể có được.
cũng có thể ngửi được mùi hương lạ nồng nặc mà xưa nay chưa từng ngửi qua. Những hiện tượng này đều là cảm ứng. Ngã đẳng quỷ vương kính lễ thị nhân, như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật, sắc chư tiểu quỷ, các hữu đại lực, cặp thổ địa phần, tiện linh vệ hộ, bất linh ác sự, hoạn sự, ác bệnh, hoạn bệnh, nải chí bất như ý sự, cận ư thử xá đẳng sứ, hà huống nhập môn. Phật tán quỷ vương, thiện tai thiện tai, nhữ đẳng cặp giữ diêm la, năng như thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng. Ngô Diệt cáo Phạm Vương Đế Thích, linh vệ hộ nhữ. Đoạn kinh văn này khiến cho chúng ta liễu giải được trạng huấn quỷ thần đối với nhân loại ở thế gian. Chúng ta người thế tục có một quan niệm sai lầm, cứ ngỡ rằng quỷ thần có thể ban phước giá họa cho người. Quỷ thần có thể phò hộ chúng ta, cũng có thể hại chúng ta. Chúng ta sau khi đọc đoạn kinh văn này rồi thì liễu giải được chân tướng. Kỳ thật ác quỷ ác thần chẳng phải chẳng có, giống như người thế gian chúng ta vậy. Người xấu ở trên xã hội gây ra rắc rối, làm càn làm bậy, chẳng thể nói chẳng có, vẫn còn là thiểu số. Trong giới quỷ thần, ác quỷ ác thần cũng là thiểu số, kỳ thật chẳng dám ban phước giá họa cho người. Người có thể bị quỷ làm mê hoặc, hoặc giả bị quỷ thần nhập vào, đều có nhân duyên đặc biệt. Ma nhập người này, tại sao không nhập người kia? Ai có nhân duyên nấy, người nào đoạn ác tu thiện được, dù cho trước kia tạo tác các thứ ác nghiệp, hiện nay quay đầu lại chân thành tu thiện, thì quỷ thần cũng cung kính, cũng phò hộ. Giống như chỗ này nói đó, vua Diêm La sai những quỷ thần này bảo hộ anh là cùng một đạo lý. Nếu người này làm ác quá nhiều, quỷ thần nhìn thấy anh đều khi dễ anh, khi dễ thì sẽ thường chọc ghẹo anh. Việc này chẳng tránh miễn được, đây là sự thật. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất quỷ vương, danh viết chủ mạng, bạch Phật Ngôn Thế Tôn, ngã bổn nguyện duyên, chỉ diêm phù nhân mạng, sanh thời tử thời, ngã giai chủ chi, tại ngã bổn nguyện, thậm dục lợi ích, tự thị chúng sanh, bất hội ngã ý, chí linh sanh tử cụ bất đắc an, hà dĩ cố, thị diêm phù đề nhân, sơ sanh chi thời, bất vấn nam nữ, hoặc dục sanh thời, đảng tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự linh thổ địa, vô lượng hoan hỷ, ủng hộ từ mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc. Vừa mở đầu thì có một vị chủ mạng quỷ vương. Chủ mạng quỷ vương tức là phụ trách việc sanh tử của người thế gian, giống như bộ nội chánh trông coi hộ tịch của thế gian chúng ta. Họ chuyên môn trông coi nghiệp vụ này. Ở chợ Đài Bắc cũng có một ngôi miếu quỷ vương, hình như ở đại Long Động bên đó. Bên trong có thờ Bảo Sanh Đại Đế, tức là chủ mạng quỷ vương, hương khói cũng rất thịnh. Chủ diêm phù đề nhân, sanh thời tử thời, ngã giai chủ chi, sanh tại nơi đó của họ phải đăng ký, chết cũng phải đăng ký. Họ là trông coi việc sanh tử. Kỳ thật quỷ vương tâm địa vô cùng từ bi. Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, có quan hệ mật thiết với cuộc sống chúng ta. Trong nhà trẻ con lúc vừa chào đời, không luận là con trai hay là con gái, quỷ vương chỗ này dạy cho chúng ta đảng tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự linh thổ địa, vô lượng hoan hỷ, ủng hộ từ mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc. Đây là bổn nguyện của chủ mạng quỷ vương. Chỉ cần anh hành thiện, tâm thiện hành thiện, thì mẹ con bình an. Tuy nhiên,
người thế gian chẳng biết. Sanh con trong nhà có việc mừng thì là ra sức tạo nghiệp, như là sát sanh để cúng tế, thì cùng với kỳ vọng của quỷ thần đối với người hoàn toàn trái ngược nhau. Hoặc dĩ sanh hạ thận vật sát hại, thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu, cập quản tu quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc quyền quán, năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc. Hoặc dĩ sanh hạ, trẻ con đã hạ sanh rồi, thận vật sát hại, khuyên anh hãy thận trọng, nhất định không thể sát sanh. Thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu, đây là sau khi sanh phải bổ dưỡng, bổ dưỡng thì phải sát sanh. Trong nhà mình sinh con phải giết hại kẻ khác để bổ dưỡng cho mình, đây là có tội. Cập quán tụ quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc huyền quán, đây là gia đình đại phú, trong nhà thêm con thêm cháu, ăn mừng linh đình, gia thân quyến thuộc đều đến chúc mừng, đại khai sát giới, tạo tội nghiệp. Năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc, thiện thần đều đi mất hết. Sau khi thiện thần rời khỏi thì ác quỷ sẽ vào nhà anh, ác quỷ đằng môn. Vì sao? Vì trong nhà anh tạo ác sát nghiệp rất nặng, khiến cho cả nhà anh bất an. Đây chẳng phải nguyện vọng của chủ mạng quỷ vương, nguyện vọng của họ là phò hộ anh, hy vọng cả nhà anh an lạc, là anh tự tạo lấy tội nghiệp. Cho nên mở tiệc ăn mừng tốt nhất trở nên sát sanh, đề xướng ăn chay nhất định có lợi ích. Ban đầu đề xướng mọi người chẳng quen lắm, chỉ cần chúng ta liễu giải chân tướng sự thật, quyết định làm tiệc chay để khoản đãi, vài lần sau thì mọi người đều quen. Đồng thời trong ngày hội lớn này cũng là cơ hội giáo dục, đem kinh Địa Tạng làm bài diễn văn đọc cho mọi người nghe, đem sự thật này đơn giản nói rõ với mọi người, khuyên mọi người khắp nơi đề xướng ăn chay. Hiện nay xã hội Đài Loan vô cùng giàu có, ăn thịt đã ăn quá nhiều rồi, tình cờ ăn một bữa cơm chay thì khá ngon miệng, cũng là việc tốt. Hỏa phước là tự mình tạo, quỷ thần chẳng qua là làm cái duyên mà thôi. Cái duyên của phước họa, cái nhân của phước họa quyết định là tự mình tạo. Hữu Diêm Phù Đề lâm mạng chung nhân, bất vấn thiện ác, ngã dục linh thị mạng chung chi nhân, bất lạc ác đạo, hà huống tự tu thiện căn, tăng ngã lực giả. Quỷ vương tâm địa rất là từ bi, vẫn hy vọng giúp đỡ nhóm chúng sanh này miễn đọa ác đạo. Tuy nhiên, nếu chúng sanh làm ác đa đoan, thì Ngài cũng chẳng có cách chi bao che được, không thể không chiếu theo điều khoản trong pháp luật này mà phân xử. Ngài cũng chẳng dám làm bậy, cho nên Ngài ở chỗ này khuyên chúng ta, nếu như đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì Ngài có thể giúp đỡ rất lớn. Chúng ta có thiện căn, thiện nhân, quỷ vương có năng lực thì là tăng trưởng sức mạnh của Ngài, Ngài có thể giúp được. Thị Diêm Phù Đề hành thiện chi nhân, lâm mạng chung thời, diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nải chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, linh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả. Thị Diêm Phù Đề hành thiện chi nhân, đây chẳng nói đến người làm ác, mà là người hành thiện. Lâm mạng chung thời, diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nải chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, linh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả. Đây là vào lúc lâm chung, những ác quỷ này là oan gia trái chủ của trong đời mình, hoặc giả trong đời quá khứ, được thân người là nhờ có thiện nhân mà được. Lúc này vận của anh rất tốt, khí rất vượng,
ngoài thần trái chủ chẳng dám sinh sự với anh. Chúng ở bên cạnh chờ đợi, chờ đến ngày nào đó vận anh mất hết suy rồi thì chúng đến gây rắc rối với anh, hướng về anh đòi mạng đòi nợ. Chúng dùng phương pháp gì để dụ hoặc anh? Chờ lúc anh mệnh chung, khí trong người anh suy đến cùng cực thì chúng biến làm người nhà quyến thuộc của anh, đều là những người trước kia đã chết. Tình trạng này chúng tôi thường thường thấy được, hoặc giả là những thân thích bạn bè bệnh nặng đang nằm tại bệnh viện. Họ biết nói với anh, họ nhìn thấy người gì đó đang đứng trước cửa. Những người họ nói đó đều là những người đã chết. Có phải họ thấy thật không? Vâng, họ thấy thật. Có phải thật là người đó không? Không hẳn vậy. Chúng ta biết đây là quán thần trái chủ biến hiện ra. Nếu chúng chẳng biến thành diện mạo của quán thần trái chủ thì họ nhất định cự tuyệt, sẽ chẳng đi theo chúng. Chúng biến thành gia thân quyến thuộc của anh, vừa gặp mặt thì liền đi theo chúng, là bị lừa ngay, thì chắc chắn bị chúng đày đọa. Đây là cho chúng ta biết, người thiện mà còn như vậy. Người thiện trong đời này thiện, đời trước chưa hẳn là thiện, đời trước nữa cũng chưa hẳn là thiện. Bước quan trọng này có thể nói là quán thần trái chủ của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều đến cả trăm ngàn ác đạo quỷ thần. Vì chúng ta trong một đời này chẳng tu thiện tạo ác thì việc này lại càng phiền phức, càng nghiêm trọng. Bạn tốt thân thiết của chúng ta vào lúc lâm chung hoặc lúc đang bị bệnh nặng, chúng ta đi viếng thăm, nhìn thấy hiện tượng này, phải khuyên bảo họ, khuyên họ niệm Phật. Nếu chẳng thấy Phật đến tiếp dẫn thì bất cứ người nào đến không được đi theo chúng. Điều này rất là quan trọng. Phải thời khời khắc khắc đánh thức họ. Lúc mạng chung chỉ cần chân thành sửa lỗi, hối cải, một niệm mười niệm nhất định được vãng sanh. Bình thường niệm Phật tâm không khẩn thiết, đến lúc lâm chung hơn hết là lúc tướng địa ngục hiện ra, tướng ác đạo hiện tiền, cái tâm lúc bây giờ so với lúc bình thường khẩn thiết rất nhiều, cho nên cảm ứng cũng đặc biệt nhanh. Thế Tôn, Như Thị Diêm Phù Đề, nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời, thần thức không mê, bất biện thiện ác, nải chí nhãn nhĩ, cánh vô kiến văn. Đây là chỉ cho tình trạng người đang trong lúc bệnh nặng hấp hối, thần thức của họ mê mờ, dù là người nhà quyến thuộc họ cũng nhận không ra, họ cũng chẳng nhận thức được. Do đây có thể biết lúc này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu tinh thần khá hơn một tí, họ thấy được những ác quỷ ác thần này, họ còn có thể nói ra được. Nếu tinh thần suy nhược đến cực độ thì họ không còn sức để nói nữa. Cho nên chúng ta thường thấy môi họ hình như đang mấp máy, hình như đang nói nhưng chẳng nói ra tiếng. Họ muốn nói với chúng ta vài việc, chẳng phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà là họ cho chúng ta biết họ thấy được những ai, những người nhất tâm chuyên cầu tịnh độ, thì vào lúc này cũng muốn cho chúng ta biết Phật đến tiếp dẫn họ, nhưng họ nói cũng không ra tiếng. Đây đều là quyết định vãng sanh. Thị chư quyến thuộc đường tu thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, Như Thị Thiện Duyên, năng linh vong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần, tất dài thôi tan. Thị chư quyến thuộc đường tu thiết đại cúng dường, đây là bước quyết định sanh tử, là giờ phút quan trọng nhất của một đời.
chúng ta có giúp được họ chăng? Họ có thể có được lợi ích chân thật chăng? Là ở ngay tại một sát na này. Đại cúng dường cách nào đây? Giống như cô gái Bà La Môn, quan mục nữ vì mẹ cúng dường Tam Bảo. Điều này đáng cho chúng ta noi theo. Chuyển đọc tông kinh là tụng Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh. Phương pháp tụng tuyệt đối chẳng phải hữu khẩu vô tâm đi tụng một hai biến cho đến bảy biến cũng vô dụng. Phải tụng đến lúc tâm khẩu tương ưng, tâm hành tương ưng, vậy mới có một tí lợi ích. Nếu như tụng đến công phu thành khối, tụng đến nhất tâm bất loạn, thì tội nghiệp của họ có nặng hơn đi nữa cũng có thể siêu việt tam độ, vãng sanh thiên đạo. Như vậy thì thọ dụng sẽ lớn. Trong kinh văn cho chúng ta biết rất rõ ràng, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu. Phật hiệu thì Thế Tôn dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, quyết định chẳng sai. Như thị thiện duyên, năng lệnh vong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần, tất dài thối tán. Đây đều là sự việc chân thật. Một người học Phật đến lúc lâm chung, oán thần trái chủ của anh biết anh học Phật, biết anh ưa thích Bồ Tát. Nếu nó biến thành gia thân quyến thuộc của anh, thì anh nhất định phớt lờ, chẳng đếm xỉa đến nó. Thì nó liền biến ra chư Phật Bồ Tát đến để dụ hoặc anh. Những yêu ma quỷ quái này có năng lực, nó biết biến. Nhưng phải nên nhớ, thần hộ pháp tại sao chẳng cản nó lại? Vì thần hộ pháp thấy được anh quá khứ thiếu nợ nó, ngày nay nó đến đòi mạng là phải nên. Cho nên họ mở một mắt nhắm một mắt, cứ xem phước phần duyên phần của chính anh. Thần hộ pháp thì có lối quản chế hết sức nghiêm khắc. Chúng quyết định không thể biến ra bổn tông. Nếu khi nó biến ra bổn tông thì thần hộ pháp liền đến can thiệp ngay. Cái gì là bổn tông? Tôi một đời chỉ niệm A Di Đà Phật, lúc lâm chung hy vọng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nó không dám biến thành A Di Đà Phật, nó biến Thích Ca Mâu Ni Phật, biến Dược Sư Phật. Nếu anh đi theo nó thì thần hộ pháp không để ý tới, vì nó chẳng có giả mạo, chẳng có phạm pháp. Nếu nó biến thành bổn tông thì là phạm pháp. Chúng ta một đời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nó chẳng dám biến Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây thì phải coi lúc sanh tiền anh chỗ tu đó là vị Phật Bồ Tát nào làm chủ. Chứ chủ này tức là bổn tông. Đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện. Những việc này là thường thức, đều phải nên biết. Nếu không thì giờ phút quan trọng lúc lâm chung sai mất thì quá đáng tiếc. Nếu lại muốn gặp Phật Pháp, được thân người gặp Phật Pháp, chẳng biết đến đời nào kiếp nào. Thân người khó được nhưng dễ mất, rất dễ dàng mất đi. Chúng ta nếu như đêm nay về nhà rất bình tĩnh để suy nghĩ, chúng ta khởi tâm động niệm một đời tạo tác của mình, thì biết được tương lai mình sẽ đi vào đạo nào, vô cùng đáng sợ. Đúng là như trong kinh nói đó, khởi tâm động niệm đều là tội. Có số người mê hoặc điên đảo, tự mình ngỡ rằng là đang hộ trì Phật Pháp, trên thực tế đã tạo tội nghiệp rất nặng. Họ chẳng hay biết những người mê hoặc điên đảo quá nhiều, tự cho là đúng. Người nào có thể nhìn thấy rõ ràng, Phật Bồ Tát có thể thấy rõ ràng. Người tâm địa thanh tịnh có thể thấy rõ ràng. Cái gì là thanh tịnh? Chẳng có danh văn lợi dưỡng, chẳng có thị phi nhân ngã, chẳng có đắc thất lợi hại. Hàng người này có thể thấy được rõ ràng. Chỉ cần tự anh có thị phi, có danh lợi, có tham sân si mạng, thật tại mà nói, chính anh quyết định chẳng nhìn thấy rõ ràng. Anh nhìn không rõ kẻ khác,
cũng nhìn không rõ chính mình. Đây là mê hoặc điên đảo. Đây là trong kinh thường nói kẻ đáng thương. Chúng ta hãy thật sự phản tỉnh, chính chúng ta có phải là người tự cho là đúng, tăng trưởng trí tuệ, có thể phân biệt được thị phi tà chánh, có thể phân biệt được thiện ác lợi hại. Các đồng tu học Phật phải nên có được. Làm thế nào có được? Cần phải y giáo phụng hành, ít nhất phải hết sức thật sự đem trong quán kinh nói với chúng ta về tịnh nghiệp tam phước, phải hết lòng tu học đàng hoàng. Tam phước 11 câu, mỗi một điều đều chẳng dễ dàng. Kinh Địa Tạng từ thủy đến chung nói đó là gì? Kỳ thật tức là chú giải của tam phước. Anh đối với lý sự cảnh đều chẳng liễu giải thì anh làm sao tu? Hy vọng mọi người nên lưu ý trên vấn đề này. Thế Tôn, nhất thiết chúng sanh lâm mạng chung thời, nhược đắc văn, nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, hoặc đại thừa kinh điển, nhất cứu nhất kệ, ngã quán như thị bối nhân, trừ ngũ vô gián sát hại chi tội, tiểu tiểu ác nghiệp, hộp đọa ác thú giả, tầm tức giải thoát. Đây là nói danh hiệu công đức của Phật Bồ Tát bất khả tư nghị, bao gồm đại thừa kinh điển. Người lúc lâm chung được tiếp xúc đến thì đây là thiện căn, đây là phước duyên thù thắng, có thể giúp đỡ họ tiêu tai diệt tội. Tuy nhiên, những tội quá nặng thì là vô phương. Nếu như họ tạo tác ngũ vô gián tội nghiệp, hoặc giả là sát hại chúng sanh quá nhiều, thì rất khó được giải thoát. Đoạn lời nói này của Quỷ Vương nhất định phải ghi nhớ. Không luận bất cứ trong tình trạng nào, tuyệt đối không giết hại chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh giết ta thì sao? Giết ta thì cứ để cho họ giết. Bị người ta giết chẳng có tội, người giết người đó có tội. Xả thân thọ thân, ở trong lục đạo thì giống như mặc áo, cởi áo vậy. Thân thể giống như một chiếc áo hư nát rồi, cởi bỏ đổi lại một thân mới. Đối với sanh mạng đừng nên quá quý trọng, nhưng cũng đừng nên cố ý lãng phí nó. Cố ý lãng phí là sai, quá ư quý trọng cũng là sai. Một đời có thể chân chính hành thiện, lúc chết quyết định không đọa ác đạo, đời sau so với đời này tốt hơn. Cho nên người chân chính tu đạo quyết định chẳng cùng chúng sanh kết oán thù, quyết định chẳng não hại chúng sanh, hoằng hộ chánh pháp, quyết định có công đức. Phật cáo chủ mạng Quỷ Vương: Nhữ đại từ cố, năng phát như thị đại nguyện, ư sanh tử trung, hộ chư chúng sanh, nhược vị lai thế trung, hữu nam tử nữ nhân, chí sanh tử thời, nhữ mạc thối thị nguyện, tổng linh giải thoát, vĩnh đắc an lạc. Quỷ Vương phát nguyện ở trước mặt Thế Tôn, tuyên nói: Thế Tôn đối với Ngài hết sức khen ngợi, khuyến khích, khuyên Ngài đừng nên đem bổn thể nguyện quên mất, phải hết lòng, phải phụ trách để hộ vệ nhóm chúng sanh này trong lúc sanh tử. Trong bước sanh tử của chúng sanh nhất định phải phò hộ họ, nhất định phải giúp đỡ họ. Sau cùng, Phật cho chúng ta biết vị Quỷ Vương này cũng chẳng phải người thường, chính là Bồ Tát ở trong quỷ đạo thị hiện ra đó. Đây là nên lấy thân Quỷ Vương để được độ, thì hiện thân Quỷ Vương để vì đó nói pháp, là Bồ Tát thị hiện. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Thị đại Quỷ Vương chủ mạng giả, dĩ tằng kinh bá thiên sanh sát đại Quỷ Vương, ư sanh tử trung, ủng hộ chúng sanh, thị đại sĩ từ bi nguyện cố, hiện đại quỷ thân, thực phi quỷ giả. Đại sĩ là đại Bồ Tát,
pháp thân đại sĩ, hiện đại quỷ thân, thực phi quỷ giả. Ngài là Bồ Tát, ngài chẳng phải là quỷ. Dục hậu quá nhất bá thất thập kiếp, đường đắc thành Phật, hiệu viết vô tướng Như Lai, kiếp danh an lạc, thế giới danh tịnh trụ, kỳ Phật thọ mạng bất khả kế kiếp. Đoạn này là Phật vì chủ mạng quỷ vương thọ ký, ngài là Bồ Tát thị hiện, tương lai ngài cũng thành Phật. Thành Phật rồi phước báo rất lớn. Vì sao? Vì ngài cùng chúng sanh kết pháp duyên quá nhiều, quá rộng, cho nên phước báo của ngài vô cùng thù thắng. Xưng Phật danh hiệu phẩm đệ cửu. Bộ kinh này là đại thừa trong đại thừa, viên trong viên, cũng là bất khả tư nghị nhất thừa đại kinh. Kinh này tuy không dài, nhưng từ trên tư thế của kinh mà xem, thì kinh này cùng với Hoa Nghiêm, với Pháp Hoa, quyết chẳng thua kém tí nào. Cùng kinh Vô Lượng Thọ là coi như ngang nhau. Trong bộ kinh này cũng có phần tựa, chánh và lưu thông, ba lần phóng quang. Quý vị thử xem những bộ đại thừa kinh điển thông thường khác có hay là không? Không có. Vả lại kinh văn của phần tựa và phần lưu thông rất dài, không chỉ mấy câu. Đây tức là tư thế của đại kinh, viên mãn pháp luân. Cái viên mãn pháp luân này nhất định giúp cho chúng ta thành Phật. Nếu chẳng thể thành Phật thì pháp môn này chẳng thể viên mãn. Kinh này từ chỗ này trở xuống vì chúng ta giảng làm cách nào để thành Phật, cho nên nó mới viên mãn. Phía trước là dạy cho chúng ta làm cách nào để làm người. Hiện tiền có được hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, cho đến thế giới hòa bình. Phía trước nói đó là nói chúng ta trong một đời này chỗ có được. Về sau là nói chúng ta siêu việt lục đạo, siêu việt tam giới, thành Phật, thành Bồ Tát, thì giáo nghĩa này mới thật sự viên mãn. Không thể thành Phật, không thể thành Bồ Tát, chỉ là hưởng nhân thiên phước báo, đây là chẳng viên mãn. Thành Phật thì phải tu cách nào đây? Trong tịnh nghiệp tam phước cho chúng ta biết, chúng ta phải tin sâu nhân quả. Điều này nói về nhân quả là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phẩm kinh này dạy chúng ta niệm Phật. Tuy dạy chúng ta niệm Phật, chẳng có dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Tại sao chẳng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật? Phải biết bổn kinh chỗ sở tại của tinh thần quan trọng nhất của nó. Nó quyết định chẳng trái ngược với nguyên tắc này. Kinh này là hiếu kinh, triệt thị triệt chung, chỉ là nói về hiếu thuận phụ mẫu, tôn sư trọng đạo. Lời giáo huấn của phụ mẫu sư trưởng thật sự làm được, đây là hiếu kinh. Chúng ta niệm Phật tại sao cũng phải niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Chúng ta xem trước khi niệm A Di Đà Phật, tụng kinh A Di Đà, vẫn phải trước tiên bắt đầu niệm ba tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là không vong bổn. Nhiên hậu mới tụng kinh A Di Đà. Niệm A Di Đà Phật đó là bổn sư dạy chúng ta niệm. Chúng ta niệm như vậy mới là thật sự tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, thầy chúng ta thì quyết không thể quên. Ở đây chỗ nói đến những vị chư Phật Như Lai này đều là bổn sư Phật của Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ. Ngài đối với thầy mình niệm niệm không quên, đây là chỗ mà ngài đặc biệt nhấn mạnh. Kỳ thật cũng là chuyên môn đối trị căn bệnh trầm trọng của người thế gian chúng ta. Chúng ta chẳng những đem thầy mình đều quên hết, quên một cách triệt để rốt ráo. Sau khi lớn lên thành niên thì ngay cả cha mẹ cũng quên nốt. Vậy thì còn ra cái thể thống gì?
ân đức của thầy không quên thì ân đức của cha mẹ quyết định không thể quên được. Vì là trước có hiếu đạo, nhiên hậu mới có sư đạo. Sư đạo là xây dựng nơi trên cơ sở của hiếu đạo. Ý nghĩa này chúng ta nhất định phải biết. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim vị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự, ư sanh tử trung đắc đại lợi ích, duy nguyện Thế Tôn, chính ngã thuyết chi. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Nhữ kim dục hưng từ bi, cứu bạc nhất thiết tội khổ lục đạo chúng sanh, diễn bất tư nghị sự, kim chánh thị thời, duy đương tốc thuyết, ngô tức niết bàn, sử nhữ tảo tất thị nguyện, ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh. Diễn là diễn nói. Trọng điểm của Bồ Tát chẳng phải ở pháp hội lúc đó. Pháp hội lúc đó đã có Phật ở đó chỉ dạy rồi. Những người đó có phước, còn chúng sanh ở vị lai vì Phật chẳng trụ thế, chúng sanh thì càng ngày càng khổ, đặc biệt cần phải cứu hộ. Ngài vì diễn nói việc chân thật lợi ích, như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: Huệ giữ chúng sanh chân thật chi lợi, ư sanh tử trung đắc đại lợi ích, duy nguyện Thế Tôn, thính ngã thuyết chi. Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói, đặc biệt cung thỉnh Thế Tôn làm chứng minh cho Ngài. Vậy thì Bồ Tát chỗ nói đó tức là thay Phật tuyên dương. Phật tán thán Ngài: Ông hết sức từ bi, có được chân thật lợi ích bất tư nghị. Bây giờ chính là lúc ông hãy gấp rút để nói. Ngã tức niết bàn, sử nhữ tảo tất thị nguyện, ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh. Giống ngữ khí như thế này, dụng ý như thế này, đem ba đại nguyện độ hóa chúng sanh của Phật sau khi diệt độ đều giao cho Địa Tạng Bồ Tát gánh vác. Từ trên hình thức mà xem, Phật là đem cái sứ mạng độ hóa chúng sanh giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát một vai gánh vác đảm đang. Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Chúng ta hiện nay gặp phải sanh tử khổ nạn, Địa Tạng Bồ Tát sao chẳng đến? Địa Tạng Bồ Tát đầy cả hư không pháp giới, chẳng lúc nào chẳng có, chẳng nơi nào chẳng có. Tiếc thầy, anh chẳng nhận ra Ngài. Giữa mình cùng Ngài có chướng ngại, Ngài cùng anh chẳng có chướng ngại, mà là anh cùng Ngài có chướng ngại. Rốt cuộc Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Địa Tạng Bồ Tát tức là một niệm của tâm thuần hiếu của anh, cái tâm tôn trọng thầy. Đây tức là Địa Tạng Bồ Tát, đây tức là Địa Tạng Pháp Môn. Nếu một niệm anh mê, chẳng có hiếu kính, thì cùng cái duyên của Địa Tạng Bồ Tát đã xa lại càng xa nữa. Một niệm hiếu kính thì Địa Tạng Bồ Tát ở ngay trước mắt, thì được công đức lợi ích thù thắng. Bởi vì sanh được một niệm tâm hiếu kính, lời giáo huấn trong kinh này câu nào anh đều làm được cả, một tí khó khăn cũng chẳng có. Nếu chẳng có tâm hiếu kính thì trong kinh có khuyên anh thế mấy cũng là luống công. Khi anh gặp phải khổ nạn, phút giây sanh tử, gặp được thiện tri thức khuyên anh niệm Phật, khuyên anh sám hối, đây đều là Phật Bồ Tát oai thần gia trì. Trong bước khẩn yếu, họ dùng những lời lẽ này khuyên anh. Đây tức là hóa thần của Phật Bồ Tát, tự anh không thể giác biết được. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu vô biên thần Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, tâm sanh cung kính, tức đắc siêu việt tứ thập kiếp sanh tử trọng tội, hà huống tố họa hình tượng, cúng dường tán thán, kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên. Vừa rồi cùng quý vị nói qua trong kinh chỗ nêu ra
những Phật danh đều là những vị thầy thân cận đời đời kiếp kiếp của bổn nhân Địa Tạng Bồ Tát. Vô biên thân Như Lai tức là Pháp thân. Pháp sư Thánh Nhất dẫn dụng bốn câu kệ trong Kinh Hoa Nghiêm: Phật chánh Pháp thân, hữu như hư không, ưng vô hiện hành, như thủy trong yên. Bài kệ này chứng minh biên thân là Pháp thân Phật, bản thể của tất cả chư Phật Như Lai, lấy nó làm đệ nhất. Đây là Pháp thân. Từ Pháp thân lưu lộ ra báo thân, ứng hóa thân Phật thì là vô lượng vô biên. Vị thứ nhất là năng hiện, xuống dưới tức là sở hiện. Hữu ư quá khứ hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo tánh Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nhất đàn chỉ khoảnh phát tâm quy y, thị nhân ư vô thượng đạo, vĩnh bất thối chuyển. Đoạn kinh văn này, chữ then chốt là chữ văn, không thể coi thường chữ này rồi tùy tiện xem qua. Văn chẳng phải là nghe bằng tai, văn là văn tuệ trong tam tuệ của Bồ Tát. Nên nhớ kỹ, đây là Đại Thừa Kinh Điển, đây là viên giáo nhất thừa pháp môn. Tuy là viên giáo nhất thừa, nhưng nó cùng với Kinh Vô Lượng Thọ như nhau, là pháp luân cứu cánh viên mãn. Chỗ gọi là cứu cánh viên mãn, tức là trên độ đẳng giác Bồ Tát, dưới độ ác đạo chúng sanh, cả thảy đều độ, chẳng phải hạn cuộc nơi một giai đoạn nào. Nó là tất cả điều độ, đây mới xưng là đại viên mãn. Chúng ta từ phần phóng quang biểu pháp phía trước thấy được, nó là đại viên mãn thật sự bất tư nghị. Cho nên tin được pháp thân thì tất nhiên vạn duyên buông xuống, tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Vì sao? Vì đã tin. Ngày nay tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Tại sao không bình đẳng? Là vì không tin Pháp thân Phật, không tin tận hư không Pháp giới tất cả chúng sanh là cộng đồng một Pháp thân. Họ không tin. Tuy Phật trong kinh đã giảng cho chúng ta, cũng đã nghe qua rất thuộc, vẫn cứ không tin. Nếu quả thật tin rồi, thì làm gì còn có thị phi nhân ngã, làm gì còn có khởi tâm động niệm. Then chốt là ở tại chữ văn. Văn tiếp theo tức là tư, thì có tu. Đây là tam tuệ, văn tư tu. Phía trước là nói về lý. Nếu như lý được ngộ nhập, thì ngày nay bất cứ tu loại hành môn nào đều là lý tu. Anh niệm Phật cũng là lý niệm. Anh được nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn, đó thì là khác hẳn. Vị Phật thứ hai là bảo tánh Như Lai. Tánh là nói tự tánh, là nói chân như bản tánh của chính mình. Duy chỉ có tự tánh mới là sự bảo vệ chân chánh. Lục Tổ Huệ Năng nói: Bổn lai thanh tịnh, bổn tự cụ túc, năng sanh vạn pháp. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là năng biến, thập pháp giới trang nghiêm là sở biến. Nhất niệm quy y, chúng ta từ đâu quy? Quy là hồi đầu. Từ đâu hồi đầu? Từ tất cả sự tướng hồi đầu. Nương tựa cái gì? Nương tựa chân như bản tánh của mình. Đây là quy y. Người này nơi đạo vô thượng, đương nhiên vĩnh viễn không thối chuyển. Vì chúng ta không làm nổi, biết lý luận, cũng biết phương pháp, song chỉ là làm không nổi. Cho nên A-di-đà Phật đại từ đại bi, lòng từ bi của A-di-đà Phật chẳng kém hơn Địa Tạng Bồ Tát. Vì chúng ta đã mở ra một pháp môn đặc biệt thù thắng, đó là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sau khi đã đến Cực Lạc Thế Giới thì là quy y tự tánh Tam Bảo thì có thể làm được.
nếu chẳng đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả thật không làm nổi. Vị Phật thứ ba hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là hoa sen màu đỏ. Hoa sen của thế gian chúng ta có bốn màu, màu đỏ là thù thắng nhất. Tuyệt đại đa số người đều ưa thích hoa sen đỏ. Hoa sen trong Phật môn là đại biểu thanh tịnh vô nhiễm, chẳng nhiễm lục trần, chẳng nhiễm tập khí của lục đạo. Chẳng những tập khí lục đạo chẳng nhiễm, hướng lên trên mà đi thì tứ thánh pháp giới cũng chẳng nhiễm. Thành tựu này thì là thù thắng. Thị nhân đắc thiên phản sanh ư lục dục thiên trung. Chữ thiên này là chẳng phải con số, là nghĩa biểu pháp, biểu trưng cho đại viên mãn vô lượng vô biên. Họ đều được đại tự tại, họ ở trong thập pháp giới có thể tùy loại hóa thân, hà huống chí tâm xưng niệm. Hữu ư quá khứ bất khả thuyết, bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. Hữu Phật xuất thế hiệu Sư Tử Hống Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nhất niệm quy y thị nhân đắc ngộ vô lượng chư Phật ma đảnh thọ ký. Sư Tử Hống là tỷ dụ, tỷ dụ cho Phật. Sự nghiệp của một đời ngài là thuyết pháp độ sanh, văn thị Phật danh, nhất niệm quy y. Đây là một niệm quy y pháp, trong Tam Bảo là quy y pháp bảo. Bởi vì Sư Tử Hống Như Lai là nói pháp, biểu trưng việc nói pháp, có thể lấy pháp bảo làm tiêu chuẩn một đời tu học của mình, đương nhiên được chư Phật thọ ký. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Câu Lưu Tông Phật, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, chí tâm chiêm lễ hoặc phục tán thán thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vĩ đại Phạm Vương đắc thọ thượng ký. Phía dưới một vị Phật là Câu Lưu Tông Phật. Câu Lưu Tông là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là ưng đoạn, tức là nên đoạn. Những gì nên đoạn ngài đều đã đoạn. Trong kinh cũng nói thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vị đại Phạm Vương. Câu Lưu Tông Phật cùng hiền kiếp thiên Phật và kiếp hiện tiền của chúng ta cùng tên, tên kiếp cũng đồng nhau, tên Phật cũng đồng. Ngài chẳng phải Câu Lưu Tông Phật của trong hiền kiếp này của chúng ta, mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến đó. Bởi vì đây là vị thầy trong đời quá khứ của Địa Tạng Bồ Tát, tức là trong kiếp lâu xa về trước. Phía trước nói qua quá khứ có Phật ra đời là ở kiếp lâu xa về trước, chẳng phải hiện tiền kiếp, hiện tiền của kiếp này chúng ta. Hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế, hiệu Tỳ Bà Thi Phật, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Tỳ Bà Thi là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là thắng quán, trong chú giải là thù thắng quán chiếu, thù thắng quán sát. Cái quán thù thắng nhất là quán tâm, quán cái tâm năng biến, vạn pháp là sở biến. Quán vạn pháp, cái quán này không thù thắng, quán cái tâm năng biến mới là thù thắng. Vì sao? Vì nếu tâm thật sự quán sát đến rồi, kỳ thật nếu anh thật sự dùng tâm để đi quán sát tâm, thì anh vĩnh viễn cũng chẳng quán sát đến được. Thiền Tông Tổ Sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc môn thiền tọa, ngài là dùng phương pháp này. Phương pháp này rất chẳng dễ, ở Trung Quốc từ trên 1000 năm nay. Bởi vì Phật có nói thời kỳ tưởng pháp này thiền thành tựu. Hơn 1000 năm nay y theo phương pháp này, những người tu hành theo phương pháp này được thiền định rất nhiều.
song những người thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh không nhiều. Câu thù thắng quán sát, quán tức là minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Cho nên quả báo của họ là vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Ở trong cõi nhân thiên giáo hóa chúng sanh, hữu ư quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo thắng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, quan thị Phật danh, tất cánh bất đọa ác đạo, thường tại thiên thượng, thọ thắng diệu lạc. Phía dưới một vị Phật là bảo thắng Như Lai. Bảo là trân bảo, phàm phu ở thế gian chẳng có một ai chẳng ưa thích, chẳng có một ai chẳng đi tìm cầu. Phật dùng cái này làm tỷ dụ. Trong các loại trân bảo, thù thắng nhất là loại trân bảo gì? Đây là chỉ cho đức dụng đầy đủ trong pháp thân bản tánh của chính mình. Pháp thân bát nhã giải thoát, thường lạc ngã tịnh là tánh đức. Đây là bảo, thường là chân thường, vĩnh viễn không thay đổi mới là thường. Trong thế gian chúng ta đây, có vật nào là vĩnh viễn không thay đổi? Anh tìm không được, không tìm được, chẳng có một thứ nào cả. Những gì lục căn tiếp xúc đó đều sát na đang ở đó mà thay đổi. Thế giới này có thành trụ hoại không? Cho nên vạn pháp vô thường, phàm là những gì sở biến đều là vô thường, chỉ có những gì bất biến mới là thường. Cái bất biến đó là chân tâm bản tánh, đây là chân thường, vĩnh viễn bất biến, đây là cái tự kỷ chân chánh. Phật dạy chúng ta đem cái này tìm ra, đây là cái tự kỷ chân chánh, đây là vui, vĩnh viễn chẳng khổ, đây là chân lạc. Cho nên cái lạc ở đây chẳng phải cái lạc của khổ lạc, cái lạc của khổ lạc nó có thể đoạn, chẳng phải thường lạc. Khi khổ lạc cả hai bên đều chẳng còn nữa, thì đây mới là thường lạc. Chữ ngã là nghĩa chủ tể, tự mình thật sự đã làm được chủ, đây tức là ngã. Chúng ta tự mình có thể làm chủ được không? Tôi muốn 5 năm đều là 18, chẳng được, không làm nổi, tự mình không làm chủ được. Tôi muốn sống lâu 100 tuổi, tự mình cũng chẳng làm chủ được. Định nghĩa của chữ ngã là chủ tể, là tự tại, có hay không? Thừa có. Thanh tịnh pháp thân, báo thân trang nghiêm đích thật làm được chủ, được đại tự tại. Cho nên thường lạc ngã tịnh là tự tánh chi bảo. Chúng ta nếu thấy được rồi, khôi phục được rồi, thì vĩnh viễn sẽ chẳng đọa vào ác đạo. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo thắng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, quan thị Phật danh, sanh cung kính tâm, thị nhân bất cửu đắc A-la-hán quả. Phía dưới một vị Phật là bảo tướng Như Lai. Đây là nói về 32 tướng, 80 chủng hảo, là nói về ứng hóa thân, ứng hóa thân Phật, đều là thầy của Địa Tạng Bồ Tát trong quá khứ. Bảo tướng là tánh đức, khi tánh đức chưa tròn thì bảo tướng không thể hoàn toàn hiển hiện. Cho nên Phật trong Kinh Đại Thừa thường cho chúng ta biết Bồ Tát thành Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp chuyên môn đi tu phước, vì tướng mạo là phước, chẳng có phước chẳng được, thì tướng của anh sẽ chẳng phải là hảo tướng. Nếu như anh tu phước thì tướng mạo sẽ biến thành hảo tướng. Nếu như anh tạo tội nghiệp thì tướng mạo của anh sẽ biến thành xấu. Cho nên kiết hung họa phước từ trên tướng mạo đều có thể nhìn ra. Có bạn đồng tu hỏi, Phật chẳng phải tánh đức đã hoàn toàn lưu lộ rồi sao? Còn phải tu cái phước gì nữa? Thành Phật
Người thông thường nghe rồi chỉ hàm hồ tổng quát: Phật có một hạng, Tông Thiên Thai nói về tứ giáo, tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật, nếu họ chẳng tu thì chẳng có phước. Đến lúc nào tánh đức mới thật sự lưu lộ? Còn biệt giáo, viên giáo, biệt giáo Phật, đặc biệt là viên giáo Phật, như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói về Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chẳng phải 32 tướng, 80 chủng hảo. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. 32 tướng, 80 chủng hảo là hạng Phật nào? Là tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật là địa vị gì? Viên giáo sở trụ Bồ Tát là đủ. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì họ có tư cách nên lấy Phật thân để được độ, thì họ thị hiện bát tướng thành đạo. Thị hiện thành Phật thì họ có đủ năng lực. Thật ra vô minh mới chỉ phá được một phần, vì thế cho nên họ phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước, làm Phật mới có được 32 tướng, 80 chủng hảo viên mãn. Do đây có thể biết, Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông cũng chú được rất là rõ ràng. Từ viên giáo sơ trụ mãi cho đến đẳng giác, diệu giác, Phật có bao nhiêu thứ? Có 42 thứ, 42 cái giai cấp đều xưng là chư Phật. Trong Kinh Kim Cang nói về chư Phật là chỉ cho 42 vị Pháp Thân Đại Sĩ này. Những sự thật này cho chúng ta biết con người tu phước hết sức là quan trọng. Pháp Thân Đại Sĩ mà còn chú trọng đến tu phước, huống chi phàm phu chúng ta. Phật được xưng là Nhĩ Túc Tôn, túc tức là nghĩa đầy đủ, viên mãn. Nhĩ Túc là trí tuệ, phước đức, hai thứ đều viên mãn cả. Đây là người tôn quý nhất của thế xuất thế gian. Chúng ta không tu phước, không tu tuệ thì làm sao thành tựu được? Quay đầu lại để thử suy nghĩ, chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm rất nhiều nhưng người vãng sanh thì rất ít. Giống như trước kia thầy Lý nói đó, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh cũng chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Nguyên nhân tại đâu? Vì chẳng có tu phước, chẳng có tu tuệ. Tuy niệm Phật nhưng không thể vãng sanh. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một người hạ phẩm vãng sanh, phước tuệ của họ được oai thần của Phật A Di Đà gia trì, hầu như đều cùng đẳng giác Bồ Tát gần như nhau. A Di Đà Phật từ bi gia trì anh có được một tí ti mới thêm vào được. Nếu anh hoàn toàn chẳng có thì ngài cũng chẳng có cách gì. Bản thân anh dù nhiều ít cũng phải tu một tí, vậy mới có thể thêm được. Cho nên người niệm Phật nếu không chú trọng nơi tu phước tu tuệ để cầu vãng sanh thì vẫn còn có chướng ngại. Đây là đặc biệt đánh thức chư vị đồng tu. Nếu thật tình muốn trong một đời này được sanh về Tây Phương tịnh độ thì nhất định phải tu phước tu tuệ, phải hết lòng để tu. Cái gì là phước, cái gì là tuệ, phải nên thấu hiểu cho thật rõ ràng minh bạch, chớ nên tu sai. Nếu như đem tội cho là phước thì đó hỏng hết. Cách phân biệt nhận thức này khá phức tạp. Những người hiểu lầm, ngộ nhận, tự cho là đúng, đang tạo tội nghiệp mà chính họ chẳng hay chẳng biết. Cẩn thận đi truy cứu nguyên nhân của họ thì nguyên nhân ấy quá dài, quá sâu xa. Thật sự để tìm tòi cái nguyên nhân ấy là vì chúng ta không học lời giáo huấn của cổ thánh tiền hiền. Bởi thế cho nên chúng ta trong một đời này thấy sắc nghe tiếng chẳng có tiêu chuẩn. Tự mình nghĩ ra cái tiêu chuẩn,
thì sự cách ly tiêu chuẩn của cổ thánh tiên hiền chỗ nói đó sai biệt quá xa. Cho nên sách thánh hiền không thể không đọc, không chỉ là kinh điển của Phật mà sách của Nho gia Trung Quốc, sách của đạo gia chứ chẳng phải là đạo giáo. Đạo giáo có thể chẳng cần đọc, nhưng sách của đạo gia phải đọc. Như Lão Tử, Trang Tử đều là điển tích rất hay, phải nên đọc. Không đọc sách thánh hiền thì ở thế gian này chẳng có tiêu chuẩn của thị phi thiện ác. Bằng vào sức tưởng tượng của tự mình thường thường là nghĩ sai, oan uổng biết mấy. Học Phật học cả một đời đến sau cùng chẳng được kết quả gì cả. Điều này không thể trách Phật, trách Bồ Tát mà phải trách chính mình. Cho nên đọc sách thánh hiền quan trọng hơn tất cả. Hữu ư quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế hiệu ca sa tràng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh giả, siêu nhất bá đại kiếp sanh tử chi tội. Vị Phật phía dưới đây là Ca Sa Tràng Như Lai. Ca Sa cũng là tiếng Phạn, nghĩa của nó là việc tạp, chẳng phải việc chính. Hỗn tạp lộn xộn chung một nơi thì gọi là Ca Sa. Chữ tràng là nghĩa treo trên cao, để trên chỗ cao hết sức rõ ràng, nhìn là thấy ngay. Đây là tỷ dụ cho thân tâm thanh tịnh, nghiêm trì giới luật. Ca Sa Tràng đặc biệt chú trọng ở trì giới, nhờ giới mà được định, nhờ định mà được tuệ. Trí tuệ khai mở thì mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cổ đức dạy chúng ta niệm Phật, một là lão thật niệm Phật, đó là của người lão thật tu. Chúng ta đều chẳng phải người lão thật. Người chẳng lão thật thì phải trì giới niệm Phật, phải nhận lấy sự ràng buộc của giới luật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Phải như vậy để niệm Phật mới thành tựu được niệm Phật tam muội. Nếu như chẳng lão thật lại chẳng trì giới, niệm Phật suốt một đời cũng chẳng được kết quả. Không lão thật mà cũng không trì giới, mà nói là họ niệm Phật vãng sanh, từ xưa đến nay chẳng tìm ra cái lệ nào cả. Chẳng có lệ này, nhất định không thể cầu may thử xem. Vừa thử là thất bại ngay, không thể thành tựu được. Cho nên đây là rất quan trọng. Học kinh nhất định phải biết ý nghĩa chân chính trong kinh. Điều này thật quan trọng. Không thể chấp trước hình thức, chấp trước hình thức thì chết cứng trong câu văn, đó cũng không thể thành tựu. Đây là không giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của việc giảng kinh nói pháp đều ở ngoài ngôn ngữ, đều ở ngoài kinh điển văn tự. Anh từ trong chữ nghĩa để tìm thì không tìm được. Văn tự giống như bản chỉ đường ở trên đường vậy. Bản chỉ đường cho anh biết địa phương đó là ở chỗ nào, viết tấm bản để chỉ nơi đó. Anh cứ giữ chết lấy tấm bản thì anh làm sao đi đến đích được? Anh không thể đến được. Kinh điển là bản chỉ đường, không thể nào nhìn văn sanh ra nghĩa được. Trì giới là thủ pháp. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa. Giới luật trong kinh Đại Thừa nói đó cùng với giới luật của Tiểu Thừa khác hẳn. Tiểu Thừa dạy trẻ thơ, dạy sơ học, dạy người có căn khí nhỏ, tâm lượng hơi nhỏ, cho họ nhiều điều văn kiện để ràng buộc. Còn kinh Đại Thừa thì chú trọng nơi tinh thần, không chú trọng điều văn. Kinh điển Đại Thừa chú trọng nơi biểu pháp, chú trọng cái này, không chú trọng ở sở biểu. Tỉ như chúng ta thắp đèn cầy,
là đại biểu cho sự hy sinh chính mình, chiếu sáng kẻ khác, thiêu đốt tự mình, chiếu sáng kẻ khác. Đối với đèn cầy, quyết chẳng coi trọng. Vậy thì coi trọng những gì? Chúng ta chịu hy sinh tự mình để phục vụ xã hội đại chúng. Coi trọng cái này, đây mới là quan trọng. Chẳng phải bảo anh phải bỏ mình vì người, ngày ngày đều thắp đèn cầy, suốt ngày chính mình tự tư ích kỷ, thì có lợi ích gì đâu? Chẳng có ích gì cả, sai rồi. Cho nên phải biết ý thú của sự biểu pháp của nó. Tỷ như ca sa Phật, mặt đó là ca sa. Phật giáo sau khi đến Trung Quốc thì ca sa biến thành Phật gì? Biến thành một thứ lễ phục trong pháp hội. Bình thường chẳng mặc, bởi vì khí hậu của Trung Quốc với khí hậu của Ấn Độ khác nhau. Ấn Độ ở miền nhiệt đới, cho nên bình thường ba y là đủ rồi. Ban đêm khi ngủ, ba y đắp lên thì có thể coi như mền để đắp, cho nên mền không cần nữa. Ở Ấn Độ trời nóng không cần dùng mền, hơi mát một tí thì ba y là đủ rồi. Còn khí hậu ở Trung Quốc lạnh hơn Ấn Độ quá nhiều, ba y này chắc chắn không đủ. Đến Trung Quốc, phương thức sinh hoạt, hình thức hoàn toàn thay đổi. Phương thức sinh hoạt ở Ấn Độ là thác bát, tức là mang bát đi ăn xin. Khi đến Trung Quốc thì nhận sự cúng dường của tín chúng tại gia, không phải đi xin ăn. Ấn Độ năm đó là ngủ nghỉ dưới gốc cây, còn đến Trung Quốc thì ở nhà của kiểu cung điện, cũng chẳng ngủ dưới gốc cây, đều thay đổi cả. Tuy trên hình thức có thay đổi, nhưng trên tinh thần thì không thay đổi. Thân tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, trên bản chất chẳng có thay đổi. Cho nên nhất định phải biết ý thú chân chánh sở tại của Phật nói pháp. Nghĩa tức là nghĩa lý, thú tức là thú hướng. Quy khứ ở chỗ nào? Quyết định không thể chết cứng nơi văn tự. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh giả, thị nhân đắc ngộ hằng hà sa Phật, quán vị thuyết pháp, tất thành Bồ Đề. Vị Phật thứ 10 là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Đại Thông là nói về trí tuệ, thông là thông đạt, Đại Thông thì hoàn toàn chẳng có chướng ngại. Sơn Vương là tỷ dụ cho cái cao của đức hạnh của Phật, giống như núi cao chẳng khác. Chữ Sơn Vương trong kinh Phật phần nhiều là chỉ cho núi Tu Di, đây là dấu hiệu của trí tuệ phước đức viên mãn. Y theo biểu pháp của vị Phật này mà tu trì thì họ có thể được chư Phật vì họ thuyết pháp, đương nhiên có được thành tựu. Đây là sơ lược nói về Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp, nhất là phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Hóa thân vô lượng vô biên, bổn sư Phật mà họ nhiều đời thân cận thì làm sao nói hết được. Nói chẳng hết, phía trước là lược nêu ra 10 vị. Hữu ư quá khứ, hữu Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tổ Phật, Vô Thượng Phật, Hiệu Trinh Phật, Mãn Nguyện Phật, Nguyệt Diện Phật, Hữu Như Thị Đẳng Bất Khả Thuyết Phật. Những vị Phật này đều là bốn sư Phật của Địa Tạng Bồ Tát trong đời quá khứ từng cúng dường qua, vô lượng vô biên, nói chẳng hết được. Chúng ta nghe đến hết sức hâm mộ Địa Tạng Bồ Tát, thật có phước thân cận những vị Phật như vậy đều đến cả. Thật ra chính chúng ta cũng chẳng kém đến được nơi đây. Mấy ngày nay chúng tôi ở đây giảng bộ kinh này, các vị đồng tu mỗi đêm đến đây để ngồi hết 2 giờ.
Nếu anh trong đời quá khứ chưa từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, thì 2 giờ đồng hồ này anh quyết không thể ngồi nổi, anh không thể đến được. Đây quyết định chẳng phải giả. Tụng kinh Vô Lượng Thọ thì biết được hoàng tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, vẫn chẳng chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế nào là thiếu thiện căn? Trong đời quá khứ cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai mà còn gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta ngày nay tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thật sự phát hoan hỷ tâm, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh trong đời quá khứ chỗ trồng thiện căn quyết định còn vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta rất rõ ràng rằng một đời này của chúng ta nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi thật sự phát hoan hỷ tâm, một lòng thọ trì, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đây tức là trong kinh chỗ nói đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên. Chúng ta cái thiện căn phước đức nhân duyên này trong một đời này khởi hiện hành, gặp được duyên phần này, nếu như chẳng biết trân quý nó, đương nhiên quá khứ là thiện căn thâm hậu, nhưng phiền não tập khí cũng thâm hậu. Vấn đề là anh rốt cuộc tùy thuận theo thiện căn của anh hay là tùy thuận theo phiền não tập khí của anh? Đây là tự mình có thể làm chủ được, tự mình có thể quyết định. Tùy thuận thiện căn thì trong một đời này anh quyết định được vãng sanh thành Phật. Nếu tùy thuận theo tập khí, đó thì phải chờ đến đợt sau. Đợt sau chẳng biết là đời nào, kiếp nào mới được thân người. Lại nghe pháp môn này thì thân này một đời lại phải luôn qua. Cho nên phàm là có thể tham dự pháp hội, gặp được Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh thì quyết định chẳng phải là việc đơn giản. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư chúng ta gặp được thì là nhân duyên thù thắng không gì bằng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là ai? Mãi đến ngày nay cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chưa tuyên bố. Ngài nói ngài nhất định phải tuyên bố, thời điểm chưa đến. Lần này giảng kinh tại Miami, vì đạo tràng tại Miami khác với các đạo tràng khác, cư sĩ Tăng Hiến Vĩ ở nơi đó xây một đạo tràng Phật giáo nhỏ nhỏ là để độ người ngoại quốc làm chính. Tiếng Anh của ông ấy rất giỏi, ông chuyên môn tiếp dẫn người ngoại quốc. Cho tôi ở tại vùng Đông Ngạn, ở vùng Đông Ngạn nước Mỹ, đều là giới thiệu kinh Địa Tạng Đại Ý. Ông ta vốn cũng tưởng tôi đến Miami cũng giảng kinh Địa Tạng, nhưng khi tôi đến Miami thì đổi lại không giảng kinh Địa Tạng. Tôi giảng gì đây? Giảng chuyên đề nhận thức Phật giáo. Nhận thức Phật giáo có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ đó có một lần tôi giảng tại chùa Mã Tổ ở Cụ Kim Sơn, dài 1 tiếng rưỡi. Lần này có tăng cư sĩ phiên dịch, tôi đến đó giảng được 10 mấy tiếng, cho nên có đủ thời gian. Tôi giảng đó là bằng băng cassette tiếng quan thoại, còn ông ấy phiên dịch là băng cassette tiếng Anh, để lại 2 bộ cassette tại Mỹ để lưu thông. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên trong một đời này nếu đầy đủ thì đây là vô cùng vô cùng hy hữu, thiếu đi một cái đều không thể vãng sanh. Ngày nay chúng ta cả 3 cái này đều đầy đủ, tức là anh tùy thuận theo thiện căn của anh hay là tùy thuận theo phiền não của anh. Nói một cách khác, trong một đời này
anh muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay là tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì hoàn toàn ở nơi giữa một niệm quyết định của chính anh. Sự quyết định này là chính anh tự quyết định, chẳng phải kẻ khác giúp anh quyết định. Bất cứ một người nào, kể cả chư Phật Bồ Tát, cũng chẳng có biện pháp chi phối theo thao túng anh. Hoàn toàn nương vào chính mình để quyết định. Tự mình lựa chọn chính xác thì một đời này rất may mắn, vĩnh viễn vượt khỏi sanh tử luân hồi. Phía dưới là phần kết luận nói với chúng ta. Đây đều là lời nói của Địa Tạng Bồ Tát. Thế Tôn, hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, nhược thiên, nhược nhân, nhược nam, nhược nữ, đảng niệm đắc một Phật danh hiệu, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Mấy câu nói này tôi nhất định phải nói rõ ràng cho quý vị, để tránh hiểu sai, hiểu lầm. Bởi vì anh xem đến phần kinh văn này, niệm danh hiệu của một vị Phật, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Vị thì tốt nhất anh đi niệm vạn Phật danh kinh, danh hiệu của chư Phật chúng ta trong kinh Di Đà thấy được. Danh hiệu chư Phật, một câu A Di Đà Phật này tức là danh hiệu chư Phật. Anh muốn niệm nhiều danh hiệu vẫn là nhớ một quên mười, mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật, anh mới chỉ niệm được một vạn danh hiệu. Anh đã bỏ sót bao nhiêu? Bỏ sót quá nhiều. Làm thế nào một tên cũng chẳng sót? A Di Đà Phật một câu này thì toàn bộ đều bao gồm cả, một tên cũng không sót. Cho nên A Di Đà Phật là danh hiệu của chư Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được, thế nào là danh hiệu của chư Phật? Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều là đại biểu của A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo đều là khuyên tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên danh hiệu Di Đà là mười phương tất cả chư Phật đều tán thán. Tất cả chư Phật đều cộng niệm. Đem sự thật này hiểu rõ ràng rồi thì vấn đề cần gì phải nhiều danh hiệu, anh sẽ hiểu được. Đa danh tức là A Di Đà Phật vậy.